Hiến pháp Hoa Kỳ là hiện thân của một khái niệm đơn giản và có ảnh hưởng sâu rộng. Đó là công nhận quyền của con người đã được tạo hóa trực tiếp ban cho, chứ không phải nhà nước ban cho, và rồi chỉ người dân mới có quyền ban quyền hành cho chính phủ. Trước hiến pháp đó, chưa có một khái niệm nào như thế được thực hiện. Các nhà lập quốc Mỹ tin rằng một chính phủ được hình thành bởi những con người không hoàn hảo áp đặt quyền lực lên những người không hoàn hảo khác chỉ sở hữu những quyền lực hạn chế hiến pháp trao cho chính phủ những quyền do người dân muốn trao cho chính phủ. Qua năm tháng, hiến pháp dài 8 trang giấy của Mỹ đã vô số lần bị đề nghị sửa đổi, theo lời nhà quản thủ văn khố Christine Bakerby. Có khoảng 11.000 đề nghị tu chính hiến pháp trình lên quốc hội. Một tu chính án được đề nghị khi một nghị sĩ đề xuất sửa đổi hiến pháp lên hạ viện hoặc thượng viện. Những nỗ lực sửa đổi hiến pháp bắt đầu hầu như ngay vào lúc văn kiện này có hiệu lực vào năm 1789. Đạo luật nhân quyền, 10 tu chính án hạn chế quyền lực của chính phủ được phê chuẩn vào năm 1791. Có ba nguyên nhân chính hay ý tưởng lớn dẫn đến các tu chính án. 17 trong số 27 đề nghị tu chính án được phê chuẩn để mở rộng các quyền trong đó có quyền bầu cử, tự do phát biểu, tự do tín ngưỡng và nhiều quyền khác. Bà Black Kirby nói rằng một chủ đề vẫn tiếp tục là quy định quyền lực của chính phủ. Chẳng hạn như chúng ta quy định thời gian cầm quyền của một tổng thống không được quá hai nhiệm kỳ có những đề xuất thay đổi khác như chọn tổng thống bằng sổ số, bỏ đại cử tri đoàn, quy định về hôn nhân, di điểu và uống rượu. Có nhiều lúc đề xuất tu chính hiến pháp diễn ra cấp tập nhất là những lúc xã hội thay đổi lớn. Số đề nghị tu chính hiến pháp lớn nhất liên quan đến tu chính án quyền bình đẳng được quốc hội thông qua nhưng không được tất cả các tiểu bang thông qua. Bà Black Kirby nói không có đề xuất nào trong số 1.100 đề xuất tiếp sau đó được thông qua để sửa đổi hiến pháp. Cần 3 phần tư số tiểu bang thông qua một đề xuất tu chính hiến pháp. Do đó, mặc dù đề xuất sửa đổi quyền bình đẳng được Quốc hội thông qua với 2 phần 3 số phiếu, đề xuất này không nhận đủ số tiểu bang thông qua nên nó chưa được đưa vào hiến pháp. Lịch sử đã cho thấy rất khó sửa đổi hiến pháp và bà Black Kirby nói đó là điều tốt các thế hệ trước đã hết mình tranh đấu cho lý tưởng của tự do cá nhân và hạn chế quyền hành của chính phủ và cảnh báo rằng chúng ta phải luôn cảnh giác giữ gìn tự do cho thế hệ mai sau